Rồi, hai đứa đi qua đường, nhanh lên. Hai đứa nó đang trên đường đi học, ông bà cô chú ơi. Bây giờ là 8 giờ sáng, thì trường học bắt đầu là 8 giờ 10. Đó, giáo viên nắm tay em, dẫn qua đường. Từ nhà của Như đi lại trường học ấy chỉ có là 3 phút thôi. Cho nên thỉnh thoảng tụi nó cũng tự đi về được, mà cũng tự đi học một mình được luôn. Nó rất là gần. Hôm nay trời đẹp lắm ông bà cô chú. 8 giờ sáng nắng lên đẹp lắm nè. Đi học ở Thụy Điển thì không có đem cơm đâu. Sáng hai chị em nó ăn cơm nguội ở nhà, hoặc là ăn ngũ cốc, hoặc là uống sữa gì đó ha. Thì tới giờ cái đi lên trường đi học đem theo một hộp trái cây thôi, rồi nguyên ngày ăn ở trên trường. Còn nếu mà mình gửi con mình lúc 6 giờ sáng á, thì ăn sáng ở trong trường luôn, không cần ăn cơm nguội ở nhà luôn. Đó, cái bạn đằng kia cũng ba đang đưa đi học đó Vi. Bạn đằng kia ba cũng đang đưa đi học đó. Đó, đi lại đằng đó xong cái bắt đầu quẹo trái cái là tới đó mà cô chú. Gần vậy đó, rất là gần luôn. Vi nó học ở trường này á, nhà gần trường thì đôi khi bạn có nói tới chơi, hoặc là sau giờ học á rủ nó đi ra ngoài chơi. Xì đi thấy cưng không mà cô chú. Cái bộ đồ này nè là mặc hết cái tháng 3 này thôi. Bắt đầu tháng 4 rồi là phải mua cho Si cái áo khoác, áo khoác mùa xuân á, chứ không có mặc đồ này được. Đồ này là đồ mùa đông. Nếu mà mặc tháng 4, tháng 5 á là nóng, nóng lắm. Mà mình để con mình mặc á là cô giáo cũng nhắc mình à, kêu mua áo mùa xuân cho bé. Đó, nhìn qua là thấy ngôi trường liền đó bà cô chú. Rồi, hai chị em tự chạy vô được không? Được. Bye bye mẹ. Hai mẹ à, Si là nó vẫn ôm mẹ, hôn mẹ nè. Rồi, lát mẹ đón con ha. Rồi, móc méo nè. Rồi, đi học đi. Ê, đó, xe kìa. Rồi, hai chị em tạm biệt ông bà cô chú, con đi học. Bye bye. Mi gió ông bà cô chú. Con vô học giỏi nghe. Học giỏi nghe. Nói gì trời, tự nhiên con không được học. Chạy nhanh lên, đi vô rộng chị hai đợi. Vi, bye bye. Học giỏi nha con. Ờ. Đó, trước mặt là ngôi trường đó bà cô chú. Nhà gần vậy á, cho nên cái nhà này á, nó gần trường học. Rồi gần bến tàu điện, gần siêu thị, rồi gần ông Thanh Ni nữa. Tại như ngồi xe với ông Thanh Ni như đi làm á, cho nên là Như chọn cái căn hộ này. Chứ có nhiều bạn hỏi sao quay lên đây mà không chọn căn hộ khác, tại căn hộ này nó mắc. Nó mắc nhưng mà nó gần á, cho nên Như chọn. Bye bye. Trời ơi, nó quay lại nó còn tạm biệt mẹ nó một cái mới chịu. Hey hey. Úi. Dạ ha. Cái cô này cũng là mẹ đơn thân. Như ở tầng trên, cổ ở như ở tầng dưới, cổ ở tầng trên. Cổ người Thụy Điển nhưng mà cũng là mẹ đơn thân luôn. Cũng có đứa con nhỏ đó, giờ dắt con vô trường học cho học. Nhưng mà cô này là không có đi làm. Cổ bị bệnh cho nên ở nhà ăn tiền bệnh 100% luôn. Bây giờ thì Như quay về nhà, soạn mấy cái quần áo á, xếp vô tủ. Xong rồi cũng quét dọn sơ sơ cái căn hộ lại, sắp xếp đồ đạc lại. Xong rồi đón tụi nhỏ. Thôi mà chiều nếu mà khỏe khỏe thì đi xuống dưới nhà phải tờ, còn nếu mà mệt thì thôi. Tại vì ngày mai Như không có làm, ngày mai là thứ sáu là lễ phục sinh. Như nghỉ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đó ông bà cô chú. Thứ hai luôn. Nghỉ được 4 ngày, ngày hôm nay nữa là 5 ngày. Đó, cái cảnh này hồi trước giờ Như quay đây nè. Nó vẫn còn y như cũ. Mấy cái cây hoa thủy tiên này bây giờ bắt đầu lên cây rồi nè, chuẩn bị ra hoa. Sắp sửa tới đây là nó sẽ ra hoa, nó đẹp lắm luôn ông bà cô chú ơi. Mấy cái hoa màu vàng vàng này nè.
đẹp lắm. Nó có cái củ sẵn dưới đất á, cái tới mùa cái nó lên lại. Chỗ Như còn có chỗ có cái hoa nghệ tây á, mà màu tím tím á. Năm ngoái á, là năm trước nữa chứ, Như có đi hái cái nhị về Như kho gà, Như nấu thịt gà xong rồi mình uống trà nữa kìa. Nhưng mà năm nay là mình không có đi. Người Thụy Điển ở đây một người mà nuôi hai ba con chó là chuyện bình thường kìa. Bác này về hưu rồi nuôi hai con chó luôn. Hey hey. Không, mà cô chú thấy Thụy Điển không? Buổi sáng hai đứa nhỏ đi học trời rất là đẹp ha. Nhưng mà buổi chiều về là mưa nè. Chỉ có nắng tới 10 giờ trưa thôi. Bắt đầu 10 giờ trưa tới chiều là mưa nguyên một ngày luôn. Tới rồi đó ông bà cô chú. Rồi trời mưa lả chả luôn ông bà cô chú ơi. Dạ cô chú mới đi học về. Dạ là có hai con đi học vui không Si? Mệt không? Không biết sao? Trời ơi, coi hôm nay nhảy xong rồi còn được ăn bắp với lại bắp nổ với lại uống nước nữa, trái cây nữa hả? Sướng dữ cái ta. Rồi, chạy nhanh vậy nha. Hai chị em giỡn sao gò má hồng luôn rồi Vi. Nóng hả? Con chạy mà con đau hết người vậy luôn hả? Con nhảy disco á hả? Rồi, chạy về nha. Trời mưa quá, thời tiết xấu quá cho nên mẹ con của mình không có đi xuống dưới nhà phải tòa nha. Ừ, giờ về rồi là mẹ con mình nghỉ ngơi, nấu cái gì đó nhanh nhanh ăn xong rồi ngủ. Trời mưa này làm biếng đi lắm. Tại vì ngồi hai ba chuyến tàu đổi tàu mà lạnh lẽo nữa, trời tối sụp rồi. Nên thôi mẹ con mình đi về nhà ở nhà đi, khỏi đi dưới. Chứ trời này mày xuống nhà phải tờ cũng đâu có mua đất, đổ đất ra trồng cây gì được đâu. Cho nên thôi ở nhà luôn. Ôi ơi, con Si kìa. Nếu mà trời nắng là thầy cho về, còn trời mưa là đợi mẹ đúng không? Hồi sáng con đi là trời đẹp mà. Bây giờ hai chị em về trời tối đen. Rồi xong. Chạy cái vèo về nhà để lạnh. Đưa cây dù cho con Vi nó che với em nói. Nhưng không có dù. Nhà có con cây một à. Nhanh con chạy nhanh về đi, trời mưa đi chậm chậm hồi nó lạnh lắm. Vi này nó cao quá không bà cô chú. Có chị kêu Vi này nó cao quá Như ơi. Cao gần bằng mẹ Như rồi mà. Cái mé bên đó đối diện đó mà cô chú có mấy chiếc xe hơi đậu đó, là cái đó là cái viện dưỡng lão. Hồi lúc trước Như mới lên tỉnh này là Như đi lại đây Như xin việc nè. Xin việc Như nói là bây giờ có cái gì Như cũng làm hết, dọn dẹp hay là chùi đít quăng tả gì Như cũng làm hết. Mà người ta không nhận. Người ta nói mình hả, không có học, không có bằng cấp, không có biết tiếng, rồi không có biết lấy thuốc này nọ đó. Nên người ta không có nhận. Với lại học cái này á, là phải có bằng lái xe. Tại vì có nhiều người già người ta ở nhà, người ta cần mình giúp, mình phải lái xe tới. Cái Như nói Như đi xe đạp. Cái cô ấy nói là không có được, phải có bằng lái này mới được. Viện dưỡng lão ở cái vùng nông thôn của Như cũng to lắm nha, rộng rãi, sạch lắm. Và nhiều người ở cái tỉnh khác á, họ nộp đơn là cái tỉnh này, họ ở cái viện dưỡng lão này nè. Tại vì nó yên tĩnh á. Với lại có chỗ ở đâu là mình nộp đơn mình ở đó thôi. Gần bến tàu điện là được. Nguyên ngày hôm nay ha, là Như ở trong nhà. Dọn dẹp nhà cửa, chất đồ ra, soạn đồ ra. Đâu có ở không đâu bà cô chú. Lây quay cái tới chiều có đi đón tụi nhỏ luôn á. Không có rảnh rang luôn. Bao nhiêu là việc làm. Hả Si? Si đi học rồi mẹ ở nhà, mẹ cũng làm việc á Si.
Ai mà bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm vậy ta? Hả? Với áo dài tung tăng em thước đi làm ta xiếng xao vậy ta? Chạy nhanh lên ước người. Chạy nhanh lên đi ước mình. Cái chỗ của Như thì không có quán cà phê, không có cái quán ăn vặt, không có gà rán, không có cút nướng, không có bắp xào bơ, không có cái tiệm tạp hóa gì hết, chỉ duy nhất có cái siêu thị thôi. Muốn uống ly cà phê cũng không có quán cà phê để uống. Nói chung thì nó còn thua cái chợ 13 mà ở xã Tà Lài của chỗ mà mẹ Như đang ở nữa, nó rất là buồn, rất là vắng luôn. Hôm nay thì Như không có nấu ăn, đi đến siêu thị mua một cái pizza, hai cái pizza làm sẵn đem về. Rồi nướng lại nóng cho con của Như ăn thôi. Một cái như vậy thì 3-4 đô một cái. Nếu mà tính ra tiền Việt thì chắc cũng cỡ 100 mấy. Siêu thị này thì cho mình dẫn xe vô. Cho nên là mình dẫn xe vô rồi mình để cái bịch trên cái xe. Mình mua đồ mình để vô đó. Rồi mình ra mình tính tiền luôn. Chứ mình không cần để xe ở ngoài. Có nhiều bạn xem cái video của Như xong cái ôi đây là trời Tây đây sao. Hồi lúc Như chưa qua thì Như cũng đặt câu hỏi giống như y như các bạn vậy đó. Trời Tây chắc là nó giống như ở bên Mỹ vậy đó. Vui lắm ha, đi ra đường là thấy trái dừa. Rồi có bán rau củ nè, rồi có chợ của người châu Á ha. Không nha, Thụy Điển cái vùng này là không có nha. Nó vắng như cái chùa Bà Đanh vậy đó. Mà cái số của Như là phải gắn kết với vùng nông thôn nha. Hồi lúc ở bên Việt Nam là Như cũng ở cái vùng nông thôn Việt Nam. Bây giờ qua đây lại xuống cái vùng nông thôn Thụy Điển. Nhưng mà có một sự thật là nông thôn Việt Nam thì lúc nào cũng vui hơn nông thôn ở Thụy Điển nha. Nông thôn ở Thụy Điển thì nó buồn dã man lắm đó. Mày xin mở đèn lên xin. Sáng rồi. Đó, sáng rồi thấy chưa? Đẹp chưa? Em mở luôn. Mày ở đây cũng được nè. Quen rồi. Đó. Đây nè ông bà cô chú ơi, thay xong cái đèn rồi đây. Đó, chỉ cần gắn cái bóng vô thôi là được. Đèn ở Thụy Điển màu vàng vàng vậy đó chứ không bao giờ mà sáng được á. Vì lại vì kéo nó thấp xuống xíu coi vì. Nó chớp chớp kìa ta. Kéo sẽ xuống rồi. Xuống lên sáng sáng à. Đó. Rồi mẹ mua pizza giờ mở cái lò nướng lên. Xong rồi pizza đó làm sẵn rồi mẹ. Chỉ cần quăng vô hâm nóng là hai chị em ăn thôi. Còn mẹ thì mới ăn cơm nguội rồi. Mấy độ mà. Mình coi trong cái vỏ pizza này nó có hướng dẫn nè. Đây cái loại pizza này thì người ta làm sẵn rồi. Bây giờ mình mua về rồi cái mình mở cái lò nướng lên 225 200 độ nè. Xong cái mình để vô mình nướng trong vòng 10 tới 12 phút là bắt đầu lấy ra ăn. Nó rất là nhanh luôn. Nay mua cái này cho hai đứa này ăn lâu lắm mà nó cũng không ăn đó bà cô chú. Đó, mở lửa trên lửa dưới nè, bắt đầu để vô đi Vi. Mở ra khui ra để vô lò nướng. Nhà mình là mình thuê nhà lúc nào cũng có bếp với lò với tủ lạnh. Là có sẵn ở trong cái căn hộ của mình. Trời. Đó, đó. Lụm để vô Vi. Trời đất ơi, nó quậy. Đó. Rồi xong đẩy nắp lò lại con. Xin mời một cô chú với con. Hai mời ông bà cô chú ăn với con. Ngon không? Đi học về có pizza ăn rồi uống sữa nữa còn gì bằng nữa không bà cô chú? Sướng quá trời rồi. Xong rồi tắm rửa ngủ nghỉ ngơi. Nè, Si rót sữa ra uống đi con. Ngon quá. Đi đâu ạ? Thôi ăn đi, không cần lau đâu, chút mẹ lau cho. Lấy giấy kế bên cà lao cho em Vi. Con ăn tiếp đi con. Hả? Không có chi. Không có chi. Xin lỗi thắc mà. Không có chi là bà thứ. Hai chị em ăn hết cái pizza này không? Rồi hết. Hết luôn á. Hết. Ngon mà. Với lại pizza đóng gói này thì nó nhỏ hơn là ở ngoài tiệm. Mẹ.
Siêng hết không? Siêng nổi không? Đi học dễ đói bụng. Lật đật nướng lên là bắt đầu lấy sữa ra uống, lấy sữa chua ra ăn. No bụng xong cái tắm rửa đánh răng cái ngủ nghỉ ngơi hả con? Dạ. Ừ. Thôi bây giờ tụi con chào tạm biệt ông bà cô chú đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi. Chào tạm biệt ông bà cô chú. Nhớ ký sẽ học với ông Kiếp kêu bye bye. Bye bye, chúc ông bà cô chú ngủ ngon nha. Chúc bà cô chú ngủ ngon. Bye bye. Chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Rồi mi gió ông bà cô chú rồi. Trời ơi dễ thương quá.